Chúng ta biết rằng là đối với chị em phụ nữ thì có nhiều những giai đoạn ở đặc biệt là trong cái giai đoạn sinh sản này, từ cái giai đoạn là bắt đầu dậy thì cho đến cái giai đoạn là tiền mãn kinh và mãn kinh. Thì ở cái phụ nữ ở ngoài tuổi 30 trở đi thì chúng thấy rằng là có cái dấu hiệu suy giảm nội tiết tố. Và khi suy giảm nội tiết tố như vậy thì chúng ta biết rằng là cần phải bổ sung một cái lượng nội tiết tố để cho người phụ nữ, tức là khi mà cái người phụ nữ đầy đủ với nội tiết tố thì bao nhiêu cái những tất cả những cái da rẻ chúng ta mịn màng, căng mịn rồi, một cái làn da đẹp và một cái sức khỏe sinh sản rất là tốt. Vâng. Và tất nhiên là phụ nữ thì ai cũng muốn là mình đẹp rồi, nhưng mà chúng ta biết rằng là cái quá trình mà lão hóa của cơ thể thì nó diễn ra một cách tự nhiên. Do vậy mà chúng ta rất cần thiết bổ sung thêm một cái lượng nội tiết tố ở cho cơ thể. Và chúng ta biết là bổ sung nội tiết tố là một con dao hai lưỡi. Nếu chúng ta không sử dụng một cách đúng cách, do vậy mà chúng ta khi mà sử dụng cái nội tiết tố để nó an toàn, nó hiệu quả, nó dễ dùng hơn cả, thì chúng ta nên lựa chọn những cái sản phẩm bổ sung nội tiết tố estrogen nhưng mà hoàn toàn từ thảo dược. Cái biện pháp này chúng ta thấy rằng là nó an toàn và cũng không cần phải có sự kê đơn của bác sĩ. Đây là thực phẩm chức năng. Nói đến estrogen thì ngay cả bản thân anh Thư cũng đã có những cái sự lựa chọn và đã có sử dụng sản phẩm này rồi. Bắt đầu ở cái độ tuổi ngoài 30 thì cái lời khuyên của bác sĩ dành cho chị em phụ nữ chúng ta là bổ sung những cái này nó cũng rất là có lợi, đúng không ạ? Thế nhưng mà cho đến thời điểm này thì trên thị trường có thể thấy là rất nhiều các loại estrogen, thậm chí là thảo dược. Sản phẩm nào cũng giới thiệu là từ thảo dược. Vậy thì bác sĩ có thể gợi ý cho chúng tôi cách chọn loại estrogen thảo dược tốt nhất, an toàn và hiệu quả nhất được không ạ? Chúng ta biết rằng là cái đầu tiên chúng ta chọn cái sản phẩm mà chúng ta sử dụng nó phải có rõ nguồn gốc. Thứ hai là cái công nghệ sản xuất. Cái thứ ba nữa là cái thành phần estrogen 100. Chúng ta biết rằng là cái thành phần estrogen 100 này tại sao lại khi sử dụng chúng ta lại rất là tốt cho cơ thể. Bởi vì chúng ta biết rằng là estrogen 100 được bào chế từ các cái loại thảo dược rất là quý của Hàn Quốc. Ví dụ như là đương quy, đây là những cái sản phẩm mà nó thảo dược này nó bổ huyết rất là tốt. Và ngoài ra thì nó thấy rằng là những cái thảo dược này được Hàn Quốc cũng như là Mỹ cũng như là Canada chấp nhận là những cái dược liệu mà nó an toàn, bổ sung estrogen và nó từ thảo dược và nó có thể hỗ trợ trong cái giai đoạn mà cho chị em phụ nữ có thể suy giảm nội tiết tố, và ngoài ra nó chống nám da và sạm da rất là tốt bởi vì cái thành phần này nó hoàn toàn từ thảo dược và nó an toàn.